sáu thần thông nói pháp ấy rồi nói với Bồ Tát: Này đại sĩ, nên biết phải nương vào pháp này tinh cần tu học thủ quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, ra lìa tất cả sanh lão bệnh tử. Cần gì quả vị giác ngộ cao tột, đó là ma sự gây trở ngại bát nhã, Bồ Tát phải tỉnh giác để xa lánh. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí xô, oai nghi, đĩnh đạt, hình mạo đoan nghiêm, Bồ Tát thấy họ tâm sanh ái trước, do đó tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma giả dạng làm Phật, thân toàn màu vàng, hào quang một tầm, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp để tự trang nghiêm, Bồ Tát thấy rồi sanh tâm ái trước, do đó tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma hóa làm hình Phật, có bí xô vây quanh, tuyên nói pháp yếu, Bồ Tát thấy rồi tâm sanh ái trước, nên nghĩ thế này, ta nguyện đời vị lai cũng sẽ như thế, do đó tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma hóa làm hình đại Bồ Tát, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô lượng, hành bố thí ba la mật đa, hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, Bồ Tát thấy vậy tâm sanh ái trước, do đó tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, sắc không có sở hữu, thọ tưởng hành thức không có sở hữu. Nếu trong pháp ấy sắc không sở hữu, thọ tưởng hành thức không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhãn xứ không sở hữu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy nhãn xứ không sở hữu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, sắc xứ không sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy sắc xứ không sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhãn giới không sở hữu, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy nhãn giới không sở hữu, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhĩ giới không sở hữu, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy nhĩ giới không sở hữu, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tỷ giới không sở hữu, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tỷ giới không sở hữu, hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, thiệt giới không sở hữu, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy thiệt giới không sở hữu, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, thân giới không sở hữu, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, thân giới không sở hữu, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, ý giới không sở hữu, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, ý giới không sở hữu, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, địa giới không sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, địa giới không sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, vô minh không sở hữu, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, vô minh không sở hữu, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, bố thí ba la mật đa không sở hữu, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, bố thí ba la mật đa không sở hữu, tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, pháp không nội không sở hữu, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, pháp không nội không sở hữu, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, chân như không sở hữu, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, chân như không sở hữu, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, thánh đế khổ không sở hữu, thánh đế tập diệt đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, thánh đế khổ không sở hữu, thánh đế tập diệt đạo không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, bốn tịnh lự không sở hữu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, bốn tịnh lự không sở hữu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tám giải thoát không sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tám giải thoát không sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, bốn niệm trụ không sở hữu, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy bốn niệm trụ không sở hữu, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, pháp môn giải thoát không không sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu. Nếu trong pháp ấy pháp môn giải thoát không không sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, mười địa Bồ Tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy mười địa Bồ Tát không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, năm loại mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không sở hữu. Nếu trong pháp ấy năm loại mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, mười lực Phật không sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy mười lực Phật không sở hữu, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, pháp không quên mất không sở hữu, tánh luôn luôn xả không sở hữu. Nếu trong pháp ấy pháp không quên mất không sở hữu, tánh luôn luôn xả không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí nhất thiết không sở hữu, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy trí nhất thiết không sở hữu, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tất cả pháp môn đà la ni không sở hữu, tất cả pháp môn tam ma địa không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tất cả pháp môn đà la ni không sở hữu, tất cả pháp môn tam ma địa không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, quả dự lưu không sở hữu, quả nhất lai bất hoàn a la hán không sở hữu. Nếu trong pháp ấy quả dự lưu không sở hữu, quả nhất lai bất hoàn a la hán không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, quả vị độc giác không sở hữu. Nếu trong pháp ấy quả vị độc giác không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tất cả hạnh đại Bồ Tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tất cả hạnh đại Bồ Tát không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Lại nữa, thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, khi nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy, có nhiều sự trở ngại và tai hại sinh khởi, khiến người ít phước chẳng thành tựu được việc ấy. Như châu thiện bộ có các châu báu, vệ lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, thạch tạng, mani, trân châu, đế thanh, đại thanh, vàng bạc vân vân, có nhiều giặc cướp cản trở gây hại, nên các người bạc phước cầu chẳng thể được. Bảo châu vô giá Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy, những người ít phước khi nghe hỏi vân vân có nhiều ác ma làm trở ngại. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Bạch Thiện Thệ, đúng vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như các loại châu báu, phệ lưu ly vân vân ở châu thiện bộ có nhiều trở ngại, những người bạc phước cầu chẳng thể được. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, vì ít phước đức nên khi nghe hỏi vân vân có nhiều trở ngại, tuy có ưa thích mà chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì có người ngu si bị ma sai khiến, nên khi thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy thì gây trở ngại. Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si ấy tuệ giác kém cỏi, tự mình chẳng nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại ưa ngăn cản kẻ khác nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si kia chẳng ưa pháp lớn đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình chẳng ưa nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói. Đối với người khác, khi họ nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy lại gây trở ngại. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Có người ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tuệ kém cỏi, chưa ở chỗ Phật phát nguyện rộng lớn, chưa được các thiện hữu nhiếp thọ, nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình chẳng thể nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói. Và khi các thiện nam tử, thiện nữ nhân tân học đại thừa nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy thì gây trở ngại. Này thiện hiện, vào đời tương lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân tuệ giác kém cỏi, căn lành ít ỏi, đối với công đức to lớn của các Như Lai tâm chẳng ưa thích, nên tự mình đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng thể nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Trái lại, ưa ngăn cản người khác nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, khi nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy, có nhiều ma sự. Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe hỏi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy vì người diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy, không có các ma sự, lại có thể viên mãn Bát Nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, lại có thể viên mãn pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lại có thể viên mãn chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại có thể viên mãn thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Lại có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lại có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lại có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lại có thể viên mãn mười địa Bồ Tát. Lại có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại có thể viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lại có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, lại có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tăng ma địa, lại có thể viên mãn tất cả hạnh đại bồ tát, lại có thể viên mãn quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Thì này thiện hiện nên biết đó đều do sức oai thần của Phật gia hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khiến cho họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy ma sự không khởi. Lại khiến viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa. Lại khiến viên mãn pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lại khiến viên mãn chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại khiến viên mãn thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Lại khiến viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại khiến viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lại khiến viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lại khiến viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lại khiến viên mãn mười địa bồ tát. Lại khiến viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại khiến viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lại khiến viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lại khiến viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại khiến viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Lại khiến viên mãn tất cả hạnh đại bồ tát. Lại khiến viên mãn quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Lại nữa thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương thế giới, vì các hữu tình hiện đang thuyết pháp cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khiến họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy không có các ma sự. Này thiện hiện tất cả chúng đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền trong mười phương thế giới, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khiến họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy không có ma sự. Hết quyển thứ 304.